sám hối, nó còn kích dẫn sai. Thì quý vị muốn biết á, thì nó nằm ở rất nhiều bài kinh lắm nha, nhiều bài kinh lắm, nhưng mà ở đây là sư trích dẫn cho quý vị thấy là bài kinh Trung Bộ số 101, kinh Đề Quá Đa Há. Tức là ở đây đó có Đức Thế Tôn gọi các thầy tỷ kheo nè, là có một số sa môn bà la môn lý thuyết như sau, chi kiến như sau: phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới sẽ không còn diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt, do nghiệp đoạn diệt khổ được đoạn diệt, do khổ đoạn diệt cảm thọ được đoạn diệt, do cảm thọ được đoạn diệt tất cả khổ sẽ diệt tận. Đấy là Đức Thế Tôn sẽ hỏi những cái vị Lý Ganh Phá là có phải là các vị Lý Ganh Phá này có cái suy nghĩ như thế hay không đấy. Và quý vị có thời gian thì đọc hết ha, đây có thời gian là đọc hết. Thì ở đây Đức Thế Tôn giải rất là nhiều, nhưng mà đại ý là như thế này nè. Là nếu như mà mình nói mọi việc đều do nghiệp như vậy đó, thì có phải là mình cái chuyện là mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm nó do uống rượu cũng do nghiệp hay không? Đây. Tức là mình không thể nào mà đổ thừa do nghiệp được. Hoặc là do cái chúng ta quên đi một cái rất là quan trọng, đó là sự nỗ lực ở trong cái kiếp hiện tại. Quý vị đọc cái bài kinh, đọc cái bài kinh để quý vị thấy là cái sự nỗ lực trong kiếp hiện tại đó cũng sẽ quyết định rất là nhiều cái đời sống của chúng ta, nó sẽ có lạc thọ hay là khổ thọ hay bất lạc bất khổ thọ đấy. Và đấy là cái câu trả lời của sư. Trong